Truyện Thúy Kiều tiếp theo. Đào tiên đã bén tay phàm, thì vin cành quýt cho cam sự đời. Dưới trần mấy mặt làng chơi, chơi hoa đã dễ mấy người biết hoa. Nước võ lựu máu màu gà, mượn màu chiêu tập lại là còn nguyên. Mập mờ đánh lận con đen, bao nhiêu cũng bấy nhiêu tiền mất chi. Mụ già hoặc có điều gì, liều công mất mộ buổi quỳ mà thôi. Vả đây đường xá xa xôi, mà ta bất động nửa người sinh nghi. Tiếc thay một đóa trà mi, con ông đã mở đường đi lối về. Một cơn mưa gió nặng nề, thương gì đến ngọc, tiếc gì đến hương. Đêm xuân một chất mơ màng, đuốc hoa để đó mặt nàng nằm trơ. Giọt riêng tầm tã tuôn mưa, phần căm nỗi khách, phần rơ nỗi mình. Tuồng chi là giống hôi tanh, thân nghìn vàng để ô danh má hồng. Thôi còn chi nữa mà mong, đời người thôi thế là xong một đời. Giận duyên tuổi phận bời bời, cầm dao nàng đã toàn bài quyên sinh. Nghĩ đi nghĩ lại một mình, một mình thì chớ, hai tình thì sao? Sao giàu sinh sự thế nào, tuy nguyên chẳng kẹo lụy vào song thân. Nỗi mình ô cũng giảm dần, kiếp chày thôi cũng một lần mà thôi. Những là đo đắn ngược xuôi, tiếng gà nghe đã gáy xôi mái tường. Lầu mai vừa rút còi xương, mã sinh dục giả vội vàng ra đi. Đoạn trường thay lúc phân kỳ, vó câu khắp khển, bánh xe cập ghềnh.